binh sĩ Mỹ và các nước đối tác tới giúp người dân Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tên gọi Thiên Thần Thái Bình Dương. Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ngoài Hoa Kỳ, lực lượng của các quốc gia khác như Úc, Singapore, Lào và Campuchia cũng như nước chủ nhà đã cùng nhau hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Nam từ ngày 10 tháng 9 tới ngày 15 tháng 9. Hình ảnh được không lực Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương công bố cho thấy các binh sĩ giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, khám chữa bệnh và chơi đùa với các em nhỏ ở tỉnh miền Trung của Việt Nam. Tại đây, tin cho hay, bác sĩ của không lực Hoa Kỳ đã làm việc cùng với nhân viên y tế của Việt Nam nhằm giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kisterbrink đã đến tham quan các địa điểm diễn ra chương trình hỗ trợ nhân đạo phối hợp giữa nhiều nước. Thiên Thần Thái Bình Dương là hoạt động hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia với sự phối hợp giữa dân sự và quân sự nhằm tăng cường hợp tác quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế, thực hiện các dự án xây dựng dân sự và các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa các quốc gia đối tác. Hơn 600 người được cho là đã được các chuyên gia y tế tham gia chương trình Thiên Thần Thái Bình Dương thăm khám. Trong khi đó, các kỹ sư tỏa ra khắp 8 địa điểm để giúp người dân xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các trường học và cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Nam. Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời một cư dân địa phương tại tỉnh Quảng Nam nói rằng nỗ lực của Mỹ và các nước đối tác rất có ích cho người dân, đặc biệt là những người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ như vậy. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ này, mỗi năm chương trình Thiên Thần Thái Bình Dương quy tụ các nhân viên dân sự và quân sự đến từ Hoa Kỳ và 7 quốc gia đối tác ở khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Việt Nam.